Một tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ tạo động lực tốt nhất để phá vỡ thế bế tắc hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và nối lại đối thoại. Đây là khẳng định được Thủ tướng Hàn Quốc đưa ra hôm qua trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang bế tắc. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, Thủ tướng Kim Won Kum khẳng định quan hệ liên triều đã đạt được một số thành tựu lớn nhưng cũng có những điều đáng tiếc. Theo ông, những ý kiến khác nhau về lộ trình phi hạt nhân hóa và tình trạng bế tắc hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là những khó khăn không thể tránh khỏi trong tiến trình thiết lập hòa bình. Tuy nhiên, một tuyên bố chấm dứt chiến tranh nếu được đưa ra sẽ tạo động lực cho việc phá vỡ bế tắc và nối lại đối thoại. Cho dù tuyên bố này có thể chưa giải quyết hết ngay những vấn đề còn tồn động như phát triển lòng tin, phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc đã nhiều lần đề cập việc cùng Triều Tiên ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh sau gần 70 năm đình chiến. Tuy nhiên, đến đây vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể trong vấn đề này. Thậm chí, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vẫn bế tắc và từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo.